Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý khán thính giả, thứ tư tuần vừa qua trong tiết 1 chúng ta đã học kinh Tứ Thập Nhị Chương do thầy đồng viên hướng dẫn, và giờ học thứ hai là môn kinh Tạp A Hàm do thầy Minh Trọng hướng dẫn. Kính thưa quý khán thính giả, trong tiết 1 thầy đồng viên nhắc chúng ta hãy quan sát tất cả vạn vật, vũ trụ đều thay đổi là vô thường từng sát na. Thân thể đều do tứ đại ngũ uẩn hợp thành, nên không có gì là ta, là cái thuộc về ta. Ví như ta đây có thể sai khiến thân mình không bệnh, đừng già nua theo thời gian, được hay không? Thầy nói không chấp thân, còn tâm thì sao? Chú Thiện Phúc còn nhớ thầy giảng ra sao không, thưa chú? Kính thưa quý khán thính giả, thầy giảng về tâm trong câu kinh tâm không chấp thủ nơi đạo cũng không hệ lụy nơi nghiệp. Ý là nói chúng ta nên phát khởi tâm rộng lớn tu tập bằng tất cả tấm lòng. Chúng ta hy sinh các cuộc vui ngắn hạn của thế gian để chúng ta dấn thân tu tập trên con đường chánh đạo. Nếu chúng sanh thích niềm vui ngắn hạn mà bỏ quên niềm vui lâu dài, thì trái lại, người con Phật học hỏi các vị Bồ Tát theo đuổi những quả vị giải thoát. Hành giả an trụ trong thanh tịnh với niềm vui của giác ngộ, như Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ sợi dây ràng buộc gia đình, tài sản thế gian và kể cả vương quyền. Sự nghiệp của Đức Phật là vượt qua tham đắm ở thế gian, thoát vòng sinh tử, thành bậc vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Nhận biết như vậy, chúng ta không chấp thủ vào đạo và hệ lụy nơi nghiệp. Theo lời thầy giảng, nghiệp ở đây có 3 loại: tâm nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Tâm nghiệp có tham, sân, si. Khẩu nghiệp là những lời nói dối, hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt. Thân nghiệp gồm sát, đạo, dâm. Người con Phật có tuệ giác, không kết nghiệp ác, chỉ kết nghiệp lành. Nếu chúng ta không học Phật Pháp thì khó khẳng định hành động nào gọi là đúng pháp. Đúng là như vậy. Kính thưa quý khán thính giả, thầy giáo Thọ dạy, ví như con trâu ra đồng ăn cỏ buổi sáng, sau khi về nó nhả ra và lựa lại những cỏ nào tốt cho nó rồi mới nuốt. Học pháp cũng như vậy, chúng ta không cần phải cố gắng học và thực hành hết những pháp Phật dạy. Quan trọng là bản thân ta biết tư duy và chọn pháp nào hợp cho tự thân. Phật nói nhiều pháp môn để thích ứng cho những căn cơ khác nhau của chúng sanh. Ai thích hợp pháp nào thì tu theo pháp môn ấy. Nên dù không thích cũng không nên đả phá những pháp môn khác biệt của những bạn đồng tu. Pháp môn nào không thích hợp cho tự thân thì không phỉ báng. Chúng ta mỗi người một kiểu, mỗi người có một cách khác nhau. Điều cần thiết là phải tự thấy được thân và tâm của chúng ta. Chính đó là đạo. Kính thưa quý khán thính giả, trong bài kinh còn có câu không có suy tưởng. Theo âm Hán nghĩa là vô niệm. Vô niệm có nghĩa là tịch chiếu và chánh niệm. Không có niệm tưởng về tà niệm, như vậy những điều tạp niệm nào khởi lên coi như không còn chánh niệm. Những quả vị A-la-hán thì dù mảy may vọng niệm cũng không có khởi lên. Tâm của các vị ấy luôn luôn ở trong chánh niệm. Câu không có suy tưởng là như vậy. Thầy giảng khi kinh nói không tạo tác là cho dù những hành vi nhỏ nhặt của điều bất thiện cũng không cho tạo tác, chỉ gieo những việc lành, không làm những việc mang đến cho người khác đau khổ. Các hành giả tu Phật chỉ mong đem đến những niềm hạnh phúc vô biên cho tất cả mọi loài chúng sanh. Kính thưa quý khán thính giả, thầy khuyến tấn chúng ta tu tập để có an lạc. Thầy nói, nếu chúng ta còn thích hơn thua của thế gian, chúng ta mãi mãi sẽ còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng ta học pháp, tư duy và mỗi ngày áp dụng thì sẽ có sự an lạc.
Mỗi người có một pháp môn khác nhau nên tránh sự phê phán không hữu ích cho nhau. Học pháp cần phải hành pháp mới có an lạc. Kinh chương 2 dù ngắn gọn nhưng thầy giáo Thọ nói kinh có phần tư tưởng của Bát Nhã hoặc nguyên lý của các kinh thuộc tư tưởng Bắc truyền. Để hiểu thêm về tánh Phật trong mỗi chúng ta, thầy ví dụ bản thể của đạo tâm sáng như tấm gương. Tự thân chỉ cần lau chùi tâm mỗi ngày thì sẽ thấy được ánh sáng của gương tâm. Biết như vậy, chúng ta không còn phiền não. Tiếp theo, Diệu Liên và chú Thiện Phúc xin chia sẻ vài điều trong tiết học thứ hai vừa qua. Kính thưa quý khán thính giả, trong tiết thứ hai của thứ tư vừa qua, học viên lớp sơ trung đẳng học Kinh Tạp A Hàm với đề tài Tương ưng tứ đế, thầy Minh Trọng giảng dạy ba bài kinh đó là Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Lương Y và Kinh Như Thật Tri. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, thầy dạy đại ý nói về lần đầu tiên Đức Phật chuyển Pháp Luân và thuyết bốn chân lý ở thế gian để chỉ rõ sự thật ở cuộc đời, đó là tứ diệu đế. Bài kinh Lương Y có đại ý là Đức Phật như người thầy thuốc đã thành tựu bốn đức, chữa lành bệnh chúng sanh, đó là khéo biết bệnh, khéo biết nguyên nhân của bệnh, khéo biết cách đối trị bệnh và biết trị bệnh để về sau bệnh không còn tái phát nữa. Còn đại ý kinh Như Thật Tri thì Đức Phật dạy, do không nhận biết tứ đế nên phải dông ruổi trường kỳ trong sanh tử, càng thêm đau khổ. Ai thấy được tứ diệu đế nghĩa là thấy chân lý vượt thoát sanh tử. Mời chú Thiện Phúc giới thiệu các tiết học của buổi tối lớp sơ đẳng Phật học hôm nay. Kính thưa quý khán thính giả, tối nay thứ tư ngày 8 tháng Giêng năm 2020, trong tiết 1, học viên lớp sơ trung đẳng sẽ học lược sử Ấn Độ do Ni sư Tịnh Quang hướng dẫn. Ni sư sẽ nói về thời hiện đại Mật giáo ở Tây Tạng. Sau đó trong tiết 2, chúng ta học kinh Pháp Cú với thầy Minh Hạnh. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Quý vị có thể đến học trực tiếp tại Viện Phật học tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana hoặc xem bài giảng trực tiếp tại Facebook Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chúc quý khán thính giả một ngày đêm an lạc.